Bà xin chào các bạn và các cháu. Hôm nay bà xin kể cho các bạn và các cháu nghe một câu chuyện có tựa là Thánh Gióng. Vào thời Hùng Vương, có một người đàn bà nhiều tuổi nhưng sống một mình. Một hôm sáng dậy, bà ra thăm vườn, bỗng nhìn thấy một vết chân giẫm nát cả mấy luống cà. Bà kinh ngạc kêu lên: "Ồ, chân ai mà to thế này?" Bỗng bà cảm thấy rùng mình khi đưa chân ốm thử vào dấu chân lạ. Từ đó bà có mang. Đủ ngày tháng bà sinh được đứa con trai bụ bẫm đặt tên là Gióng. Nhưng thằng bé lên 3 tuổi rồi mà vẫn không biết ngồi biết lẫy, cũng không biết nói biết cười gì cả. Bụi ấy có giặc ân kéo vào cướp nước ta. Giặc giặc ân rất hung hăng tàn ác. Cầm đầu là một viên tướng tên gọi là Ân Vương, hình dạng cổ quái dữ tợn. Chúng đi đến đâu là đốt phá nhà cửa, giết người cướp của đến đấy. Quân của vua Hùng nhiều phen xuất trận, nhưng đánh không nổi. Vua Hùng lấy làm lo lắng, vội phái sứ giả đi khắp mọi nơi trong nước tìm bậc tướng tài để giúp vua cứu nước. Một hôm, sứ giả đi đến làng chú bé Gióng, nghe tiếng rao nói đến việc nhà vua cần người tài. Bà mẹ Gióng đang ru con liền bảo đùa con rằng: "Con ơi, con của mẹ chậm đi chậm nói, làm vậy thì biết bao giờ mới đi đánh giặc giúp được vua đây." Bỗng nhiên Gióng nhìn mẹ bật lên thành tiếng: "Mẹ cho gọi sứ giả vào đây cho con." Nói xong lại im bặt. Bà mẹ vừa mừng vừa sợ rồi đi kể chuyện với xóm giềng. Mọi người đổ tới ai nấy đều cho là một sự lạ. Sau cùng một người nói: "Ta cứ đi mời sứ giả đến xem nó muốn cái gì. Khi sứ giả của nhà vua bước vào nhà, nhìn thấy chú bé Gióng liền hỏi rằng: "Mày là đứa trẻ lên ba mới học nói, mày định mời ta đến để làm gì?" Gióng mở miệng trả lời chững chạc: "Về bảo với vua rèn cho ta một con ngựa sắt, một chiếc roi sắt, một áo giáp sắt và một cái nón sắt để ta đánh đuổi giặc giữ cho." Ai nấy đứng nghe không xiết lạ lùng, cho là thần nhân xuất hiện. Sứ giả lập tức phi ngựa về tâu vua. Nghe nói Hùng Vương mừng rỡ, liền ra lệnh cho thợ rèn góp tất cả sắt lại, rèn ngựa, roi sắt, áo giáp và nón như lời xin của chú bé. Mọi thứ rèn xong nặng không thể tưởng tượng nổi, hàng chục người khiêng mà thanh gươm vẫn không nhúc nhích. Vua Hùng phải mang hàng vạn quân sĩ tìm mọi cách dỡ đến cho chú bé Gióng. Khi được quân sĩ khiêng ngựa sắt sắp đến nhà là đến làng, mẹ Gióng hoảng sợ chạy về bảo: con ơi, việc nhà vua đâu phải là chuyện chơi. Hiện quân sĩ đang kéo đến ầm ầm bắt phải ngoài ngoài bãi, biết làm sao thế này." Nghe vậy Gióng vụt ngồi dậy và nói: "Việc đánh giặc ân là thì mẹ đừng lo, nhưng mẹ phải cho con ăn thật nhiều mới được." Mẹ Gióng vội thổi cơm cho con ăn, nhưng nấu lên được nồi nào thì Gióng ngốn hết ngay nồi ấy. Mỗi lần ăn xong một nồi cơm thì Gióng lại lớn thêm một ít và đòi ăn thêm. Mẹ càng cho con ăn thì con càng lớn như thổi, bỗng chốc đã thành một chàng trai khỏe mạnh hết gạo. Bà mẹ đi kêu gọi xóm làng, mọi người nô nức đem gạo, khoai, trâu, rượu, hoa quả, bánh trái đến đầy một sân. Nhưng đưa bao nhiêu, Gióng ăn hết bấy nhiêu mà vẫn đòi ăn không nghỉ. Sau đó, Gióng lại bảo tiếp: "Mẹ kiếm vải cho con mặc." Người ta đua nhau mang vải lụa đến may quần áo cho Gióng mặc. Nhưng thân thể Gióng vượt lớn một cách kỳ lạ. Áo quần vừa may xong đã thấy chật, thấy ngắn, lại phải mang vải lụa tới để chắp nối thêm. Không mấy chốc đầu Gióng đã chạm nóc nhà. Ai nấy chưa hết kinh ngạc thì vừa lúc quân sĩ đã hì hục khiêng
được ngựa, roi, áo giáp và nón sắt tới. Dấn bước ra khỏi nhà, vươn vai một cái, người bỗng cao to sừng sững, chân dài hơn trượng, hét lên một tiếng như sấm: "Ta là tướng nhà trời!" Thấy rồi, giống mặc áo giáp sắt, đội nón sắt, tay cầm roi sắt, múa quanh mấy vòng, đoạn từ biệt mẹ và dân làng, nhảy lên ngựa, ngựa sắt bỗng chồm lên, phun thẳng ra đằng trước một luồng lửa đỏ rực, phóng giống thúc ngựa. Ngựa phi như bay, sải từng bước dài, hàng chục con sào rung chuyển cả trời đất. Chỉ trong nháy mắt, ngựa đã xông đến, đồn trại giặc bấy giờ đang đóng la liệt ở khắp khu rừng. Roi sắt của giống vung lên, loang loáng như chớp giật. Quân giặc tiến vào chừng nào, chết chừng ấy. Ngựa sắt thét ra lửa thiêu cháy từng dải đồn trại, lửa thiêu luôn cả mấy khu rừng. Khói mịt mù, tiếng la hét kêu khóc như ri. Nhưng tướng giặc An Vương vẫn còn cố gào thét, hô quân xông tới. Giống càng đánh càng khỏe, thay giặc nằm ngổn ngang đầy rừng, bỗng chốc roi sắt gãy, không bối rối, giống thuận tay nhổ lấy bụi tre hai bên đường hoặc tới tấp vào các tướng giặc đang cố gắng trụ lại theo lệnh chủ tướng. Chẳng mấy chốc quân giặc đã tẩu tán khắp nơi, An Vương bị hoặc chết tan xác, bọn tàn binh giặc lại lục xin hàng. Quân đội của vua Hùng cũng như dân các làng chỉ còn việc xông ra trói nghiến chúng lại. Không đầy một buổi, giống đã trừ xong giặc ăn. Lúc bấy giờ, ngựa giống đã tiến đến chân núi Sóc Sơn. Đến đây, ngựa bèn cởi áo giáp, bỏ lại áo giáp, bỏ nón lại, rồi cả người lẫn ngựa phi thẳng lên trời. Sau khi thắng trận, để nhớ ơn người anh hùng, vua Hùng sai lập đền thờ giống ở làng quê, phong làm Phù Đổng Thiên Vương. Ngày nay chúng ta còn thấy dấu vết những dải ao tròn nối nhau kéo dài từ suối từ Kim Anh, Đa Phúc cho đến Sóc Sơn. Người ta bảo đó là những vết chân ngựa của thánh giống. Khu rừng bị ngựa sắt phun lửa thiêu cháy nay còn mang tên là làng cháy. Những cây tre mà giống nhổ quật vào giặc bị lửa đốt ngã thành màu vàng và có những vết cháy lốm đốm. Ngày nay giống tre ấy vẫn còn, người ta gọi là tre ngà hay đằng ngà. Câu chuyện bà kể đến đây đã hết rồi. Bà xin chào tạm biệt các bạn và các cháu. Bà xin hẹn gặp lại.